Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Fastca, trung tâm mua bán xe ô tô đồ qua sử dụng, và mình là Ngọc Mai. Hôm nay Mai mang đến cho các anh chị một chiếc xe 5 chỗ nổi tiếng là bền bỉ, lành tính và tiết kiệm nhiên liệu nhé. Honda City phiên bản top full option đời 2019 màu nâu hồng, rất là đẹp luôn. Xe này về phần sơn xi quanh xe thì mà thấy còn sơn zin quanh xe ha, tương đối khá là đồng màu, có những cái trầy xước nhỏ nhỏ dăm dăm như thế này không đáng kể. Cái này thì sẽ hỗ trợ cho các anh chị giảm tút lại nhé. Xe thì được lên hai vỏ mới là 2023, hai vỏ trước này gai vỏ rất là dài, hai vỏ sau vẫn là zin theo xe các anh chị, mâm đúc hợp kim phay đa chấu nhìn rất là thể thao. Đăng kiểm mình còn tới tháng 11 năm 2024. Và cái này khi các anh chị mua xe thì bên Mai có hỗ trợ cho mình những cái thủ tục như là rút hồ sơ, sang tên hay là đăng kiểm đều được hết, nên các anh chị không phải lo nhé. Ở đây thì để dán phim rồi nè, về mưa lót sàn 5D. Bên trong nội thất của một chiếc xe đi 39.000 km thì Mai thấy nó còn khá là mới, chủ giữ tương đối là kỹ các anh chị. Chất da, chất nỉ còn cực kỳ đẹp luôn. Về option thì dòng này là phiên bản full và nó cũng là cái dòng mà có giá tiền mắc nhất trong phân khúc sedan B các anh chị. Nên là option đã rất là nhiều rồi, lấy nữa mình sẽ đi vào chi tiết cho các anh chị mình xem nhé. Phía sau thì cam lùi, cảm biến lùi nên chị em mình có dê tới dê lui đưa đón con đi học rất là tiện. Cũng vào mùa mưa rồi nên là chị em mình, gia đình mình mà cần sắm một chiếc xe đưa đón con đi học thì đây là một sự lựa chọn rất đáng để cân nhắc luôn. Thay vì một chiếc Morning hay i10 cũng tầm giá 400 mấy á, thì các anh chị lấy chiếc này, cái cốp nó sẽ rộng hơn rất là nhiều. Cái này cái áo trùm xe chủ cũng để lại cho mình, bỏ đi cũng được, còn không thì để tận dụng cũng được ha. Ở phía dưới này phần nỉ này các anh chị, phần nỉ thì chất nỉ còn khá là mới, sơ cua thì có xe hạ rồi, có sử dụng rồi ha. Gầm bề con này còn khá là đẹp luôn. Tiêu hao nhiên liệu, máy 1.5 hộp số tự động CVT, tiêu hao nhiên liệu 4.8 đến 5.8 cho 100 cây. Hàng ghế thứ hai thì mình ngồi được 3 người lớn, vẫn rộng rãi thoải mái, chất da cũng còn đẹp luôn, có hộp gió làm mát cho mình nên ngồi phía sau rất khá là thoải mái. Cái này máy 1.5 thì đi xa đi cao tốc cũng ok, không vấn đề gì hết ha. Đây cho các anh chị xem nè, cái ghế tài nè, đó. Cái dòng này thì cái chất da nó khá là mềm, ngồi êm nhưng nhanh bị lúng lắm các anh chị. Đây odo đúng chuẩn cho mình là 39.000 km nha. Phần vô lăng còn đẹp, mây da. Trên đây có lại số tay trên vô lăng, cruise control, đàm thoại rảnh tay đầy đủ, cân bằng điện tử và chế độ econ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Ở trên này có một camera hành trình nhỏ nhỏ, mình tận dụng hoặc là có thể thay mới cũng được các anh chị. Cái này thì thường cá nhân và nó cũng rất là rẻ, khoảng đâu tầm vài trăm nghìn là đã có rồi. Có đèn nổ startup luôn, dàn lạnh tự động nha. Phía dưới con số còn đẹp nè. Phần nhựa thì có hơi trầy xước ha. Xem qua sử dụng những cái phần nhựa như thế này nè, nó dễ trầy lắm. Mình về mình có thể dán ốp chống trầy này kia lại đều được hết các anh chị ha. Cũng không thể yêu cầu nó mới 100% được đâu. Quan trọng nhất là chất xe, máy móc nguyên zin nguyên bản. Còn các anh chị mà yêu cầu xe không trầy xước thì chắc chỉ có mua xe mới thôi, hoặc là mình đi dặm tút lại nguyên xe. Mà thật ra là dặm tút nhiều nó cũng không tốt cho phần xe đâu các anh chị. Quan trọng là động cơ, máy móc nguyên bản nguyên zin. Ốc ác keo chỉ nguyên zin các anh chị xem, ốc cabo ha, keo chỉ nè, tay mát còn đầy đủ luôn. Cứ đưa về chính hãng chế test thoải mái cho Mai, xe không tai nạn, không ngập nước, không đầy tô động cơ hộp số là mình lấy được các anh chị ha. Đây phần keo, phần chỉ nè, zin hết các anh chị, ốc là còn sơn phết đầy đủ hết nha. Đó, các anh chị ở xa xem video này ưng xe cứ chốt giá đặt cọc cho Mai khoảng 20 triệu thôi. Bây giờ xe về tận nhà cho mình kiểm tra đúng Mai đi mô tả ở đây, đúng bên Mai cam kết thì nhận xe, thanh toán ký mua bán nhé. Còn các anh chị muốn mua góp đều được, xe này thì tài chính loanh quanh khoảng 100 mấy là mình lấy xe được rồi. Anh chị nào mà ưng xe này thì alo Mai ngay ha. Còn xem thêm những dòng xe khác như là xe nè, Vios nè, Elantra, Mazda 3, rất là nhiều những dòng xe 7 chỗ khác nữa thì có thể đăng ký theo dõi kênh của Mai, lướt xuống bên dưới đều có video xe cho các anh chị mình xem nè. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo.